Hello, everybody, welcome to Health với KT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới, một em cũng không mới lắm ha, khá là quen thuộc đối với chúng ta. Đó là con game One Piece nữa. Một em game One Piece màn hình đứng, nhưng mà chạy nhiệm vụ tân hữu trước đó đã. Đó, chạy nhiệm vụ tân hữu thì chúng ta sẽ nhận được 200 triệu, 106, 100 triệu, 100 triệu hay là 1 tỷ ta, 1B chắc là 1 tỷ chứ đúng không? Tại sao là 100 triệu? Ở đây 200 triệu đó là 200M mà, chắc là vậy. Nói chung là nhận được rất rất nhiều đồ. Ok vậy đi. Rồi thì cái này thì chắc sẽ để cho tí heo sẽ chạy nhiệm vụ tân hữu quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server cái đi ha. Đây, thông tin server One Big Manga ra mắt server mới S3 chính thức vào 10 giờ ngày 12 tháng 12 2022. Link tải game đúng là dưới comment bình luận luôn á. Tải gì tỷ lệ nạp siêu rẻ 100.000 bằng 50.000 xu web khuyến mãi nhân 4 khi nạp 100.000 bằng 200.000 xu web cộng thêm xu tặng thêm đặc biệt nhân 5 khi nạp lần đầu. Nạp trên 100.000 tặng thêm xu, tặng 100% tỷ lệ triệu hồi quy VIP 20 vào túi dùng quy level 117 quy hơn 250 triệu kim cương hàng tỷ belly cộng A-Ship 1.500 đá năng lực, 1.500 đá thức tỉnh thiên khải, 300 vé chiêu mộ, bộ trang bị 10 sao quy skin hot. Đây bộ code open code tích sẵn trên web cái kiểu ha, sự kiện đua top lực chiến S3 top 1 lực chiến ít nhất 2 tỷ. Để nhận được quà 2 bộ trang bị 20 sao, 100.000 rương belly, 100.000 rương A-Ship, 100.000 tương đương với lợi 100 tỷ. Sách kỹ năng, sách 3 kỹ năng siêu siêu cấp, 50.000 đá thức tỉnh năng lực, 50.000 đá thức tỉnh thiên khải. Top 2 thì cần lực chiến 1.5 tỷ. Top 3 thì cần 1 tỷ, top 4 thì cần 600 triệu, top 6 đến top 10 là 200 triệu. Rồi top nạp nè ha, đó, 2 bộ 20 sao, sách cổ đại cộng 2, 2 triệu con web, 100.000 rương A-Ship vàng, vậy là 100 triệu rồi. Rồi 50 đá hức tỉnh, 50.000 đá hức tỉnh năng lực, 50.000 hức tỉnh năng lực cao, đó. Rồi có đua top đồ nữa nè hả. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta chạy hết cái nhiệm vụ tân hữu xong rồi đi nhập code sau nè. Rồi chạy xong nhiệm vụ thì đi nhập code thôi. Đây là chỗ nạp mà đúng không? Đây shop. Có web shop luôn nè anh em. Wow, có bán tướng rồi cái kiểu. Ô, 100 con hả? Wow. Ghê hả? À này nhân 10, mấy con hao kinh rồi thì nhân 100. À, Yamato cũng 100. Wow. Con Katakuri 15.000 xu đó là nhân 1 sao cái gì 250 à cái level. Những cái đó là level. Ok. Rồi. Thì feed code đây. Feed code S3. Đâu rồi. Đây code nè ha. Rồi. Đi ra ngoài coi code nào. Code có trang bị 10 sao. À 50 triệu kim cương nữa nè. Rồi skin. Rồi đây. Rồi ủa. Ở đây đúng rồi nè. Đó.
rồi trang bị đá thức tỉnh năng lực và thức tỉnh thiên khải. Rồi cái gì nữa đây? Fujitora, Kizaru và Katakuri mỗi con được 15 hồn. Nè, được rồi đấy. Thấy ok rồi nha. One Big rồi, One Big 999 gì nữa đây? Đó, chắc tướng quá, Hero hay gì đó. Đúng rồi, Hawking, Roger, Yoro, Odin và Uta nha các bạn ơi. Nào, ngon đấy, ngon đấy. Đó, thấy game có sức sống rồi đó anh em ơi. Rồi. Nào, tiếp tục nè. God này chắc là tướng nữa rồi anh em ơi. Ủa, đâu? Alo, à, 4 triệu hệ đột phá hả? Thì một cái God mà chỉ có 4 triệu hệ đột phá. Mặc dù hệ đột phá nó hiếm thiệt đó. Rồi, tướng nữa rồi, biết ngay mà. Ok. Big Mom là một con tướng phòng thủ khá là hơn. Rồi, cắn ngay xếp VIP để mà lên VIP nha. Ok, lên VIP 20 luôn anh em ơi. Wow. 1 tỷ vàng, rương skin nè hả? Đó. Rồi, mảnh. Skin. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lượm vòng hả? Hoạt động VIP sum. VIP thì chắc là quay ra được tướng VIP quá. Đúng rồi luôn, VIP thì ở đây chúng ta quay ra được những con tướng hiếm nè hả? Odin, Katakuri, rồi Yamato, rồi đó, Uta, Roger. Đó, ok, chỗ này quay tướng ngon à. Rồi, hôm. Odin nữa nè, đó, Bo Hành Cúc, Uta. Rồi, ok man. Rồi quà triệu hồi ở ngoài ở đây sẽ được nhận thêm quà nè hả? Ngon đó. Rồi điểm tướng nữa nè. Đó. Rồi. Vô phần VIP nè. VIP gì? VIP 999 luôn hả? Wow, VIP 999. Gì kinh vậy mấy chú? Ok man. Rồi, chị VIP quá trời VIP luôn. Đậu xanh đó. 21, 22. Ta 20 mà đúng không? 21 đâu ăn được. 20 nè hả? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 nè hả? 9 nè, 8 nè. Rồi ok, thôi để nó đi. Rồi phúc lợi mỗi ngày điểm danh được đá thức tỉnh năng lực ha. Ok man. Rồi đây, nguyên tố được 610 hả? Rồi. Quà triệu hồi. Ok man, quà triệu hồi. Khoan, để nâng cái này lên cái đã. Đó. Rồi triệu hồi qua đây nè. Thì chúng ta khoan, để bỏ cái này cái đã. Ngoài này tuy là không có tướng đồ ngon, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có cái phần quà event các bạn à. Quay 50 lần thì chúng ta sẽ có được có được đồ khá là ngon hả? Đâu rồi? 50 lần chưa ta? Nguỵ đi. Đâu rồi? Đây, quà triệu hồi nè. Đó. Nhận được cường giả ấn ký, đá thức tỉnh năng lực và đá thức tỉnh thiên khải ha. Được thêm 50 triệu belly nữa. VIP cái gì? Điểm tướng nhiều thì có nhiều thiệt đó, nhưng mà ở đây đâu có thêm cửa hàng đầy cường giả chiêu mộ khiến điểm anh hùng. Đây điểm chiến đấu.
điểm thi đấu. Điểm thi đấu là tranh đấu trường nha các bạn. Đó, đây vé chiêu mộ cường giả nè. Nhưng mà điểm đấu trường cũng hơi cực nha, hơi căng á, chứ không dễ đăng đâu. Đó. Ủa rồi cái này kiếm ở đâu ta? Cường hóa huấn luyện. Ở trong này hả? Chà, nhưng mà kiếm cái thi đấu danh vọng này chắc cũng khó à. Ok ok. Rồi rồi rồi. Đó, tiêu phí. Wow, quà tiêu phí một đống luôn nè anh em. Ok ok. Vậy là chúng ta nãy giờ tiêu khoảng được 8 triệu hả? Rồi, 8 triệu vậy là tổng là 250 triệu kim nguyên bảo hả? Ok đấy. Rồi năng động. Đâu rồi, đâu rồi? Cái quà năng động đây, nhiệm vụ hàng ngày. Đây 50 triệu. Rồi đây 100 ngàn. Đây 150. Ok, vậy cũng quà năng động hàng ngày cũng không gì to lắm hả? Ok. Mà lấy cái skin ra nè. Ở đây thì chắc chúng ta sẽ xài skin Big Mom đi hả? Này là 7 ngày hả ta? Ô, dài hạn hả? Dài hạn đâu biết mấy ngày đâu. Ủa sao nó ra bo hành cốt? Alo, alo. Ủa, ủa, sao nó ra con bo ta? Rồi thôi cái này thì tự tính hả? Đó, được ở đây 1 tỷ hơn đồ nè. Rồi thì mấy cái này anh em nào có chơi thì tìm hiểu và vào quẩy hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Đó, đầy đủ hết ha. Roger, rồi Uta, Oden, rồi Big Mom đồ nè ha. Đó, lâu lắm rồi chúng ta mới thấy Big Mom. Này này này, mặc trang bị vô, trang bị 10 sao đồ hết nè ha. Đó, ngày xưa Big Mom là một con tướng khá là ngon ha, phòng thủ khá là kiên cố luôn á. Để nó ở đấu trường thì thôi rồi luôn. Ok ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thôi bye bye. Nó, nâng Big Mom lên và đi quẩy thôi.